Tôi chưa lên điện điện mùa xuân năm rồi. Chính chủ con Phạm Trung Kiên cầu xin cầu tài được tài, cầu gặp được gặp, cầu bình an được bình an, an khang thịnh vượng, quyền bao nhiêu nước sông đá thiên thăng. Một đài được luôn. Ui dồi ôi, cảm ơn thầy. Nhà cậu đã nhớ những cái gì thầy dạ chưa? Ui dạ, nhà con đã ghi chép đầy đủ và nhớ kỹ trong đầu rồi thầy ạ. Thầy nói đúng là đúng mà thầy nói sai là sai, bọn con không bao giờ dám cãi đâu ạ. Là... tôi nói này, có thờ có thiêng, mà không thiêng thì cậu biết rồi đấy. À dạ, 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 dạ. Thầy ơi, đầu xuân năm mới bọn con có chút quà kính thầy, mong được năm sau vạn sự như ý, cảm giúp con thầy nha. Quá. Nghe nhớ các ngây thầy dặn nhá. Dạ vâng vâng, con biết rồi ạ. Thầy cả nhà ở lại thầy xin phép. Dạ vâng, thầy đi ạ. Bọn con không tiễn ạ. Dạ. À dạ thầy. Kiên ơi, cô con kia thế này nhá, không phải là bố bán bổ cái việc con đang làm đâu. Thế nhưng mà các cụ ta vẫn dạy ấy, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới là tu chùa con ạ. Con bày vẽ cúng bái tại nhà vừa tốn kém mà lại vừa không đúng với thuần phong mỹ tục con ạ. Ôi này 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 này, vừa mới cúng bái xong chưa gì nói đến điều xui xẻo luôn đấy. Thưa mẹ, không biết phải dựa cột mà nghe. Hơi đứng đây không được đi đâu này. Hết tám năm quá bán tôi nghe chưa. Ngày không làm được gì. Ôi trời ơi. Bố ơi, anh ấy nóng tính, lại mê tín nữa. Không kể đi ạ. Chó khổ. Thank you.
thấy nó bụi quá. Mong ngài bỏ qua cho thằng con, mong ngài đã đại xã đại bị để bỏ qua cho thằng con. Rồi mong ngài vẫn là phụ trí là con nó không thành danh tội nếu như có sự đồng này, có sự đồng này. Đứng bỏ đi. Này, tôi bảo ông rồi, Tết ở quê đi. Cứ lên đây làm cái gì rồi phá hoại hả? Chị, bố thấy nó buồn cố lâu. Này, may là nó chưa vỡ ra ảnh, may là ngài chưa vỡ ra. Nếu mà ngài vỡ ra thì ông liệu có thần hồn nghe chưa? Mỗi đầu năm mùng một cực hết cả mùng. Bố làm sao không ạ? Bố không sao. Anh Kiên, anh làm cái gì mà sáng mùng một làm ầm ĩ nhào cửa lên thế? Hàng xóm người ta nghe thấy người ta cười cho. Này, hàng xóm người ta cười ấy, kệ cha người ta nhá. Cô trông ông già cho cẩn thận vào, nghe chưa? Đừng để ông ấy lởn va lởn vởn để vỡ hết đồ của tôi. Anh mê tín nó vừa phải thôi. Bố mình đối xử còn chẳng ra gì thì cũng bái để làm gì? Này, mô, cái phụ rằng à, này, mấy năm nay mà không nhờ thầy thông ấy thì cô lấy cái gì mà đổ vào mồm? À quên, nói luôn, ông nghĩ là tuổi rộng, năm nay là năm Tý, trông kỹ và cẩn thận nghe chưa? Tuyệt đối không để ông ra ngoài này nghe chưa? Lần ba lần vờn ở gian thờ gian dùng là tuyệt đối là không nhá. Lát nữa khách quý đến đây chơi, dùng bữa cơm đầu năm. Thế cô đã dọn mâm cơm cùng thầy thông đã bảo ra chưa? À, dọn rồi. Nhớ là tuyệt đối không được ra nghe chưa? Nhá. Đi. Khăn này con. Đi. Mấy cả mặt. Này, trông cho kỹ, nhốt cho chặt vào nhá. Hết 3 ngày Tết rồi được hóa vàng, muốn đi đâu thì đi. Có lệnh này, có lệnh này. Thế phải phải. Người ta thì không có bố, còn đây bố vẫn lo cho anh từng ly từng tí,
mà anh đối xử với bố như thế à? Cũng bà ấy đã làm cho lắm vào, bố mình còn không hiếu thảo được thì thần Phật nó độ cho anh. Ở nhà hết khách chưa hả con? Bố. Tốt rồi. Kiên à? Kiên ơi, bố xin lỗi. Bố già rồi. Đầu óc bố không còn được tỉnh táo nữa. Chân tay bố lại nóng nóng, nên bố chẳng giúp được gì cho con cả. Thông cảm cho bố nhé. Mà này, thời tiết ở ngoài này lạnh, con đi ra ngoài đường thì phải mặc ấm vào, không rồi lại ốm. Đây, mặc tạm cái áo của bố vào. Mặc vào. Mặc vào cho nó ấm, cho nó khỏi lạnh nhá. Sao bố đi dép vào bố? Nhất là tôn tại gia, con là một thằng bất hiếu, con xin lỗi bố. Bố biết rồi. Kiên à, dù con có làm gì chăng nữa thì con vẫn là con trai của bố mà. Ui, tốt rồi, tốt rồi. Thôi, không đứng ở ngoài này nữa, rồi lạnh. Cả nhà mình về nhà thôi. Ở kìa, Tết mà, không được khóc. Khóc rồi lại rông cả năm. Thôi, ta về đi con. Đi, các con. Vào đi. Em gửi chị báo cáo cuối năm. Ừ. Nhìn chung là kết quả năm nay làm việc cũng được đấy. Thế thì Tết này bọn em ấm rồi, tiền thưởng tháp rồi. Em xin lỗi ạ. Tiền vốn là tôi bỏ ra, kế hoạch kinh doanh là do tôi chỉ đạo. Các cô cậu làm cái gì mà chưa chi đòi thưởng rồi? Em chỉ lỡ đùa thôi. Tôi bằng vai phải lừa với cô ấy mà đùa. Em xin lỗi chủ tịch. Tao quay làm việc đi. Vâng. Đến cuối năm y rằng phải chịu đống tiền cho bọn nhân viên. Đồng tiền thưởng nó luôn. Rõ ràng đây là đống hàng tồn giữa năm mà. Thế này thì còn Tết nhất tí nữa. Thôi tham vãi. Làm sao? Có chuyện gì à? Em chào sếp ạ. Các cô có ý kiến gì? Dạ thưa sếp, về chuyện thưởng cuối năm ạ, bọn em chỉ được thưởng giấy vệ sinh thôi ạ. Ừ,
thì bây giờ không thưởng tiền mặt nữa. Bây giờ tôi thưởng bằng sản phẩm công ty thì làm sao? Như thế này thì bọn em sắm Tết kiểu gì ạ? Bây giờ tôi phải lo cái chuyện sắm Tết của nhà các cô nữa. Nhưng mà... Này, các cô các cậu ấy làm ăn không cẩn thận, để tồn kho một đống hàng như này, tôi không trách mắng thì thôi. Bây giờ ý kiến ý cò có gì à? Dạ thưa sếp, thì bọn em cũng chỉ làm theo chỉ định của chủ tịch thôi mà. Bây giờ cô định đổ lỗi cho tôi nữa hả? Dạ không ạ. Sếp có giỏi đến mấy mà nhân viên rốt nát ấy thì có kế hoạch rời cũng hỏng, hiểu chưa? Thôi được rồi, dù sao thì một năm nay các cô các cậu cũng có nhiều cống hiến cho công ty. Bây giờ mà thưởng Tết cho cô một bịch giấy vệ sinh như thế này ấy thì mang tiếng tôi chết. Cho nên là tôi quyết định thưởng thêm cho mỗi người một bịch giấy vệ sinh nữa. Mọi người nhá. Xuống kho mà lấy. Thế nhá. Công nhận ý, sếp mình hào phóng thật. Đã thấy con chu đáo nữa chứ. Sợ nhân viên Tết ăn lắm đẩy nhiều hay sao ấy mà tặng hẳn hai bịch giấy vệ sinh. Được rồi, để xem bà ấy không biết mình đụng chúng ai đâu. Gì đó, gì đó. Ui, chồng bê cái gì mà nặng ấy chồng? Quà Tết đấy. Quà Tết to như thế này sao mà đánh xị rồi thế? Cái gì đấy? Yêu, sao toàn phân bón nhỉ? Chỉ chả thế, năm nay công ty thưởng Tết bằng sản phẩm thay vì tiền mặt, được chưa? Cái gì? Không một đồng nào luôn á? Ờ, sếp bảo là để tiết kiệm vốn đầu tư cho công ty, cho nên năm nay thưởng bằng sản phẩm. Nếu mà muốn kiếm tiền tiêu Tết ấy thì tự mang cái đống này này mang đi mà bán. Sếp của anh bị điên à? Kimo bần tiện nó mày vừa vừa phải phải chứ. Học đâu ra cái tính kinh khủng như thế? Học từ em chứ học ai nữa. Em thì liên quan gì ông sếp của anh? Hâm à? Không liên quan. Thế anh hỏi em nhá. Thế có đúng ấy là em thưởng Tết cho nhân viên của em ấy bằng giấy vệ sinh tự làm không? Hả? Thì đúng. Nhưng mà vẫn có chả liên quan gì cả. Chả liên quan, không liên quan đâu. Nhưng mà trùng hợp làm sao ấy, cái cô nhân viên tên Quyên ấy, nhân viên mới công ty em ấy, lại là vợ sếp của anh ấy. Nhưng làm sao có chuyện như thế được? Ừ, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Hay là tí em gửi tiền thưởng Tết cho mình cô ấy nhá. Chị, em còn định làm mất mặt anh thêm à? Thế bây giờ phải làm như nào? Làm như nào á? Bây giờ em làm ơn làm phước ấy, em đối xử tốt với nhân viên của em một chút. Em nên nhớ là anh đây này, thằng chồng em ấy cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta đấy. Em như thế là quá tốt rồi, chả việc gì phải sửa cả. Cùng lắm em đổi với cô ta được chứ gì. Em không sợ nghiệp quật à? Chồng em cũng bị đổi việc thì sao? Chả làm sao cả. Không thì anh về công ty em làm đi, hoặc là xỉn đâu chả được. Sợ cái gì? Em đúng là hết thuốc chữa. Anh bê thùng phân đi đâu đấy? Chị mang đi giao bán còn gì nữa. Giao bán lấy tiền tiêu Tết. Nghỉ Tết tít quá nhờ. Các cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà mới bắt quả đến công ty hả? Chị, bọn em đi làm đúng giờ mà. Đi làm đúng giờ á? Cô biết nhìn đồng hồ đấy. Muộn 2 phút rồi, tháng này trừ lương. Vâng, chị cứ cầm lấy tiền mà làm giàu. Bọn tôi hôm nay đến đây để nộp đơn xin nghỉ việc. Từ hôm nay tôi sẽ nghỉ việc. Lương thưởng chị cứ giữ lấy mà dùng. Nghỉ việc mà không báo trước như thế này ấy, còn phải nộp phạt đấy. Thế á, nộp phạt cũng được. Bọn tôi ấy, thà bị nộp phạt còn hơn ý. Là làm việc ở cái công ty bị chị bóc lột sức lao động cách quá đáng như này. Đi thôi, khuất á. Hay là các cô làm hết quý này rồi nghỉ đi. Chứ bây giờ các cô mà nghỉ luôn ấy, kế hoạch kinh doanh của tôi biết tính sao. Với cả mới đầu năm nữa nhá. Với cả tôi phải tuyển nhân viên, đào tạo nữa.
Thế á? Thế là việc của chị. Bọn tôi không có trách nhiệm tuyển dụng giúp chị đâu. Đi rồi.